đến với nơi dung bộ phim Già Thiền, đám người Diệp Phàm đã bị một con quái vật giống như một cỗ máy xúc tu truy đuổi. Vậy nhưng, đuổi được một đoạn thì nó lại không bám theo nữa. Dù là vậy thì mọi người vẫn không dám thả lỏng, tránh càng xa nơi này càng tốt. Vậy nhưng, vừa mới đi được thêm một đoạn thì tất cả mọi người đều cảm thấy cả người nóng ran, cả người giống như bốc cháy, cảm giác khó thở vô cùng. Lần lượt nhanh chóng ngã xuống nằm bất tỉnh, ngay cả nam chính Diệp Phàm cũng hoa mắt chóng mặt. Anh cố lết từng bước đến con suối trước mặt, định rửa mặt cho tỉnh táo, vậy nhưng trước khi đi tới đích thì đã ngã xuống. Đến khi tỉnh táo lại thì mọi thứ đã thay đổi. Bàng Bác chẳng biết từ khi nào đã tỉnh lại mà bộ dạng của hắn bây giờ lại biến thành trẻ con. Nhìn qua bản thân mình thì anh mới ngỡ ngàng, chính anh cũng biến nhỏ lại. Hai người nhanh chóng quay lại kiểm tra những người khác xem họ có thay đổi không. Tất cả mọi người đều tỉnh lại, vậy nhưng thay vì bị biến nhỏ thì bọn họ giờ đây lại trông già hơn mấy chục năm. Điều này khiến cho cả đám vô cùng thắc mắc. Sau khi tỉnh lại thì bộ dạng đã bị biến thành như thế này. Duy nhất chỉ có cô nàng Yi là không bị thay đổi gì cả. Cô nàng hoàn toàn không biết lý do vì sao. Diệp Phàm suy đoán ở đây chỉ có 4 người là được ăn quả. Tác dụng của trái quả kỳ lạ có lẽ là khiến cho con người ta trẻ lại. Diệp Phàm và Bàng Bác ăn nhiều hơn nên bị biến đổi. Yi ăn 2 trái vừa đủ để không bị ảnh hưởng. Còn anh bạn Tử Lăng ăn 1 trái, bộ dạng chỉ già hơn một chút. Chỉ tiếc là bây giờ đã hết quả để ăn rồi. Đúng lúc này, con quái vật đã đuổi tới nơi. Cả đám lập tức bỏ chạy. Chỉ có điều thể lực của bọn họ bây giờ lại không được như xưa nữa. Nếu không chết vì bị ăn thịt, cũng chết do kiệt sức. Diệp Phàm và Bàng Bác chủ động dẫn dụ nó đi ra chỗ khác. Những người còn lại thì tìm nơi ẩn nấp. Quái vật đuổi theo hai người gắt gao. Vậy nhưng dù có 6 cái chân thì vẫn không thể bắt kịp được tốc độ của hai người. Họ nhận ra sau khi tỉnh lại thì tốc độ và sức lực đã tăng lên. Quái vật vừa đuổi, vừa dùng chân tấn công, hai người nhanh chóng tránh né. Đến một con dốc, hai người lợi dụng độ dốc để trượt xuống. Đột nhiên, nhiều quả cầu lửa bắn từ dưới chân núi lên trên. Điều này càng làm cho hai người cảm thấy khó hiểu. Phía dưới chắc chắn có thứ gì đó. Đoán là có thể có liên quan tới chiếc quan tài cổ kia. Cầu lửa vốn không có mắt, hai người vừa phải tránh khỏi móng vuốt quái vật, lại vừa phải tránh né quả cầu lửa đang rơi xuống như mưa. Với thân hình khổng lồ, quái vật cũng bị ăn nhiều đòn vào người. Vậy nhưng, nó vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Diệp Phàm suýt chút nữa cho thành món thịt tươi sống, cũng may Bàng Bác kịp thời lao tới giải cứu. Tình hình vô cùng hỗn loạn, hai người nhanh trí treo lên tấm biển rồi trượt xuống dốc. Tốc độ lướt ván vô cùng nhanh, vậy nhưng tốc độ của quái vật cũng tăng lên, nó liên tục bám sát phía sau. Cũng may lâu lâu lại có quả lửa đánh trúng cơ thể của nó khiến tốc độ bị giãn cách một chút. Diệp Phàm nhận ra những quả cầu lửa này có thể khiến quái vật bị thương. Nó nhanh chóng bắt kịp hai người. Trong thời khắc nguy hiểm, Diệp Phàm liền ném ra cây trượng pháp khí thẳng vào miệng nó, khiến nó bị thương. Ngay sau đó là một trận mưa lửa giáng xuống, đốt cho con quái vật thành tro bụi. Vậy nhưng không may là một quả cầu lửa lại bay thẳng tới vị trí hai người đang đứng. Quá bất ngờ nên không kịp tránh né, hai người bị đánh bay xuống vực. Không lâu sau, những người còn lại cũng đuổi tới, mặt đất xung quanh đều là phế tích. Còn có dấu vết của trận lửa đốt. Diệp Phàm bị đánh bay ra ngoài, vậy nhưng họ vẫn kịp bám vào vách núi để treo ngược lên trên. Đột nhiên ở phía xa hiện ra một tòa cung điện lơ lửng, dù sao mọi người bây giờ cũng biến thành bộ dạng như thế này rồi. Đi tới đó biết đâu có thể gặp được đường sống trong cõi chết, cho nên mọi người lập tức tới đó. Chỉ có điều, tòa cung điện kia lại nằm trên mây, họ đoán là ở trên đỉnh núi. Bây giờ xương cốt của mọi người đều đã xuống cấp, đi đường cũng khó khăn. Mọi người cứ như vậy tiến lên phía trước, vậy nhưng đi cả một đêm mà vẫn chưa tới nơi. Điều kỳ lạ là thân thể của Diệp Phàm và Bàng Bác đã khôi phục trở lại bình thường. Thực chất là mọi người đều đang già đi, cho nên cơ thể mới thay đổi. Ngay cả Yi cũng bắt đầu già đi. Diệp Phàm biết nơi này không thể ở lâu. Nếu không ra ngoài thì sẽ luôn bị ảnh hưởng. Vậy nhưng bọn họ đã di chuyển lâu như vậy rồi mà cung điện vẫn nằm ở tít xa. Kiểm tra một phen thì Bàng Bác nhận ra mọi người đang đi lòng vòng và trở lại vị trí cũ. Điều này làm cho mọi người đều chán nản, không muốn tiếp tục di chuyển nữa. Diệp Phàm đoán rằng nơi này là một cái mê cung. Nhìn vào cánh hoa đang rơi xuống, anh dường như biết được điều gì đó nên vội vàng cổ vũ mọi người tiếp tục di chuyển. Không ai muốn mình sẽ chết ở nơi này, cho nên họ vẫn cố gắng di chuyển. Chẳng biết trải qua bao lâu thời gian, Diệp Phàm cảm nhận được mọi thứ ở đây khác lạ nên đoán rằng đã thoát ra khỏi cấm địa. Quả nhiên dự đoán là chính xác, bọn họ nhanh chóng ra tới bên ngoài. Mọi người vô cùng vui mừng. Ngay sau đó, một lão già có tu vi linh khư động thiền tên là Ngô Thành Phong xuất hiện. Ông ta chính là cường giả tu tiên. Sự xuất hiện quá đúng lúc, giống như là đang ở đây chờ sẵn vậy.
Vậy nhưng tập phim đến đây đã hết rồi. Chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Các bạn hãy đón xem nhé. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.